Hello, xin chào mừng quý vị khán giả các bạn đang đến với kênh YouTube Đan Trường Live. Và phần 2 này, Đan Trường lại giới thiệu không gian sống của Đan Trường. Một ngôi nhà mà Đan Trường đã có dịp giới thiệu ở phần 1, đó là thành phố Dallas ở tiểu bang Texas. Và đây là không gian phòng ngủ của Đan Trường. Thì Đan Trường chọn tông màu là màu xám pha với bạc. Đó, quý vị thấy không? Đây là cái tấm da màu trắng bạc cũng như là cái giường màu xám nè. Xung quanh là cái màn kéo cũng là màu xám luôn. Tủ cũng màu xám pha bạc luôn. Tất cả mọi thứ là do Đan Trường chọn màu, đi mua từng món đồ làm sao cho nó gọi là màu sắc được match với nhau, hòa quyện vào với nhau. Phải nói là chọn được cái tông màu cũng như là không gian phòng ngủ của mình cũng rất là quan trọng. Nó sẽ giúp chúng ta có cảm giác thư giãn, thoải mái để mà ngủ thật ngon, để có một giấc ngủ ngon. Ngay cả cái gạch gỗ dưới nền dưới Đan Trường cũng là người chọn để mà lót lại. Tại vì khi mua nhà thì đa số là những người khó tính hoặc những người am hiểu về việc nghệ thuật của nhà cửa thì cũng hơi khó tính, nên là phải hoàn toàn hay sửa lại theo ý mình chút xíu. Nhưng mà đa số là Đan Trường sửa là như là toàn bộ căn phòng, toàn bộ ngôi nhà. Vậy thấy không? Cái giường này hơi cao nha. Quan trọng là cái gì? Quan trọng là chúng ta bước và nằm lên cái giường cảm thấy mát cái lưng, cũng như là chúng ta sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh nhất. Thì đó là điều quan trọng nhất. Và đây là nhà vệ sinh to không? Ở ngoài nhà bếp Đan Trường đã có tủ lạnh rồi, nhưng mà Đan Trường vẫn để ở trong đây một cái tủ lạnh nữa để mà cho việc giống như là đi uống nước dễ dàng nhanh hơn, không cần phải bước ra ngoài. Phải nói là phòng nào mà có restroom á, toilet á là rất là tiện lợi. Và đặc biệt nha, giống như phần 1 Đan Trường nói, nhà nào mà có nhiều restroom, nhiều nhà vệ sinh, toilet á thì giá mắc hơn. Phải nói không biết tại sao toilet rất là quan trọng ở đây. Tại vì đa số là ở Việt Nam thì ngồi biết rồi, là giống như là phòng nào cũng có toilet ở trong phòng đúng không? Nhưng mà ở nước ngoài thì là master room, nghĩa là phòng lớn nhất mới được có nhà vệ sinh ở bên trong. Còn đa số là những phòng ngủ ở ngoài là đều xài chung một cái nhà vệ sinh, một toilet hết. Đó, đây là những cái vật dụng Đan Trường xài hàng ngày, không cần phải giới thiệu nhiều, thấy không? Ngắm sơ qua nha. Vì thấy Đan Trường gọn gàng không? Và ở trong nhà vệ sinh toilet của Đan Trường thì có hai cái tủ rất là lớn, có nhiều ngăn, nhiều kệ mà họ tận dụng, giống như là tủ âm ở Việt Nam chúng ta, thấy không? Hóa đồ. Và bây giờ thì Đan Trường sẽ bước ra ngoài. Bên đây cũng có thêm nữa. Đan Trường phải mua từng cái khăn, quý vị, từng cái khăn để mà sắp xếp vào. Lần này dịch á thì không có nhân viên đi theo cùng, nên là mọi thứ mình phải làm một mình, cũng như là em gái có Đan Trường hỗ trợ. Rất là mệt luôn, tại vì vừa đi hát nữa. Đan Trường làm bạn với lại cái máy tự lao này cả nhà. Đó, mình ngồi mình coi tivi thì cái máy dùng tự lao cho mình sàn nhà. Mà hồi trước khi mà Đan Trường mua cái nhà này là cái sàn này là bằng thảm, nên Đan Trường đã tháo thảm ra thay gỗ. Như vậy thì cái nhà sẽ sạch hơn, chúng ta có thể đỡ mất thời gian gọi là hút bụi. Gỗ thì mình có thể lau rồi quét cũng nhanh gọn lẹ nữa. Và đây là món quà của một trong những người fan yêu dấu của Đan Trường. Khi mà Đan Trường có một đêm nhạc ở tại thành phố Arlington, đó, tặng cho Đan Trường bó hoa, trong đó xét những cái đồng tiền đô rất dễ thương, đốt ở nhà bao nhiêu tiền. Đan Trường sẽ để dành cái này tới năm sau luôn nha, quan trọng lắm á. Sinh nhật rất là dễ thương của một chị chủ quán
của Arlington ở Dallas. Thực sự ra đó, ở Dallas rất là rộng và nó có 3 vùng mà Đăng Trường biết được, tại vì Đăng Trường cũng mới về đây khoảng vài tháng thôi. Thứ nhất là Dallas, thứ hai là Dallas Forward, còn gọi là Arlington, thứ ba là Austin, nơi mà hãng xe hơi Tesla đang dọn về đó để mà sản xuất xe hơi, cũng như là hãng điện tử Samsung. Dallas càng ngày đất Dallas càng ngày còn có giá nha quý vị nha. Rồi bây giờ Đăng Trường sẽ bước ra ngoài, thì không gian này Đăng Trường cũng đã từng giới thiệu quý vị các bạn ở phần 1 rồi. Thì Đăng Trường phần 2 này thì Đăng Trường sẽ giới thiệu gọi là cách làm sao để mà giữ gìn sức khỏe, cũng như là hàng ngày Đăng Trường sử dụng mỹ phẩm gì. Nãy Đăng Trường đã chiếu cho mọi người xem và thứ hai nữa Đăng Trường sẽ ăn uống như thế nào. Đó, không gian bếp của Đăng Trường sạch sẽ không vị ha, sạch sẽ. Nhà này đặc biệt nhất là nhiều tủ. Nhiều tủ cũng tốt, tại vì chúng ta có thể cất tất cả những cái vật dụng xài ở trong tủ, thì nhìn cái phòng bếp của mình nó sẽ thoáng đãng, rồi nhìn nó sạch sẽ mà nhìn nó tươm tất lắm. Việt Nam chúng ta là có cái tật gọi là cái gu giống như là thích bày ra nhiều đồ ở chỗ không gian bếp, mà nhìn nó sẽ không đẹp mắt nè, thứ hai nhìn cũng chật chội nữa. Thấy không, Đăng Trường trái cây là không bao giờ thiếu trong cái món ăn hàng ngày của Đăng Trường. Khi mà Đăng Trường mà ăn xong bữa ăn rồi, Đăng Trường sẽ tự cắt trái cây để mà xay sinh tố để mà uống. Rồi, khám phá tủ lạnh của Đăng Trường nha. Dễ thương chưa, toàn là nước trái cây thôi, nước trái cây thôi. Tại sao không có nước suối? Đăng Trường sẽ giới thiệu tại sao Đăng Trường không uống nước suối. Mở ra trái cây không, thấy không? Để Đăng Trường giới thiệu cho quý vị biết nha. Đăng Trường ăn gạo á, ăn gạo, ăn tinh bột á, một ngày chỉ có một lần thôi. Có khi Đăng Trường không ăn luôn. Nếu mà Đăng Trường không đi làm việc á, Đăng Trường mở nhà thì Đăng Trường sẽ không ăn tinh bột luôn. Tinh bột là gồm có giống như là hamburger, hoặc là gạo, hoặc là cơm, hoặc là bún chẳng hạn như vậy. Ở nhà thì Đăng Trường tại thường xuyên hay tập thể dục, nên Đăng Trường sẽ ăn những cái món gọi là nó có chất dinh dưỡng nhưng mà chất đạm mà lại không có tinh bột. Đây là những cái món mà gọi là Đăng Trường thường xuyên ăn, thường xuyên phải ăn. Và nó đó là broccoli nè, cải bó xôi nè, cà rốt nè, thấy không quý vị, thấy không? Và đây là những cái bao thịt, trong đây có ức gà và thịt bò. Đăng Trường hay xay chung với lại là cà rốt với lại cà bó xôi là với nhau. Giống như là nấu lên, luộc chín, sau đó bỏ vô máy sinh tố xay nhuyễn thật nhuyễn, không pha bất cứ gọi là những cái nêm nếm giống như là đường hoặc là muối hoặc nước mắm hoặc tiêu, không. Đăng Trường để lạc như vậy và Đăng Trường ăn gọi là cũng hơi khó, mà nghĩ đến sức khỏe của mình cũng như nghĩ tới vóc dáng lý tưởng của mình, đây là mình gọi là ăn cảm thấy một cái ngon lành. Hồ cái này chất bổ lắm, ngon lắm, cho dù gọi là muốn luôn nhưng mà vẫn là số 1 đối với Đăng Trường. Đăng Trường ăn hầu như là mỗi ngày để gọi là giúp cho cái vòng eo của chúng ta không bị tích mỡ, tại vì thường ngày Đăng Trường cũng ít có uống nước ngọt, có đi tiệc thì có, hoặc là Đăng Trường ăn những cái thịt những thịt heo Đăng Trường sẽ lóc mỡ ra, hoặc là ăn da vịt hay da gà, Đăng Trường không ăn da. Rồi, và tới đây Đăng Trường sẽ nói với mọi người là tại sao Đăng Trường không uống nước suối khi ở nhà. Đi diễn là phải uống rồi đó, hoặc có thể là nếu có điều kiện Đăng Trường xách theo một cái nguồn nước mà Đăng Trường cảm thấy rất là thích, mà Đăng Trường giống như không mang hành lý nhiều nên sẽ xách theo để mà uống gọi là mọi nơi mọi lúc luôn. Và cái nguồn nước mà Đăng Trường dùng hàng ngày, quý vị thấy nè, đó, Đăng Trường kết nối vào cái máy. Cái máy này không xa lạ với mọi người, không xa lạ đâu. Đây là cái máy Kangen
mà rất nhiều người nổi tiếng họ đang xài. Quý vị chỉ cần tìm kiếm trên Google đang trường là đang trường, nghĩ đang trường là không cần giới thiệu nhiều đâu. Trên Google cái gì mà muốn biết sự thật chỉ cần kiếm chị Google thì sẽ ra. Đó là máy khen gần, tại vì rất nhiều người đã sử dụng máy này, đặc biệt là những người nổi tiếng ở tại Hoa Kỳ và cũng như Việt Nam. Và máy khen gần này là máy khen gần K8 mà đang trường chọn để sử dụng nguồn nước mà đang trường uống hàng ngày. Nó hoàn toàn 100% là xuất xứ từ Nhật Bản. Và nó có 3 đặc tính quan trọng mà đang trường rất là thích. Thứ nhất là nó có những hạt hydro hoạt tính giúp chúng ta gọi là chống lão hóa, làm chậm lão hóa. Quý vị biết rồi, thí dụ trái táo mà chúng ta cắt ra mà để ở ngoài không khí khoảng chừng 50 phút thôi á, là trái táo sẽ bị vàng đi, nhìn gọi là hư luôn, giống như không muốn ăn hoặc bất kể các loại trái cây nào. Cái đó gọi là bị oxy hóa đó quý vị. Lão hóa thật là nhanh đúng không? Ai mà muốn mình bị lão hóa nhanh đâu. Giống như Đăng Trường nè, Đăng Trường là được mệnh danh là người không tuổi, Đăng Trường thích lắm nên là luôn luôn sử dụng những cái mỹ phẩm hoặc là những thức ăn bổ dưỡng hoặc là những nguồn nước sạch để giúp chúng ta làm chậm quá trình lão hóa. Và cái đặc tính thứ hai của máy Kangen là tạo ra cái nước có độ pH cao để gọi là cân bằng cơ thể chúng ta giữa axit và kèm. Axit nhiều quá không tốt mà kèm nhiều quá cũng không tốt, nên là sẽ giúp chúng ta cân bằng được cái đó. Quý vị biết rồi là những người nào mà nuôi cá đó thì sẽ biết được cái nguồn nước mà có độ axit cao á là sẽ làm cá bị nấm nè, hoặc là mắt bị đục luôn và cá dần dần chết luôn nếu mà cái nước đó bị axit mà quá thấp. Và đặc tính thứ ba là những hạt phân tử nano nó nhỏ hơn nước bình thường gấp 5 lần nên là dễ dàng gọi là len lỏi vào cơ thể chúng ta, thấm sâu vào tế bào chúng ta, giúp cho chúng ta đào thải độc tố và ngăn ngừa được các bệnh quan trọng giống như là ung thư nè, cao máu nè, tiểu đường nè, và đặc biệt là nhức đầu kinh niên, còn là đau bao tử nữa. Và cái máy can gần K8 nữa vị, đặc biệt là nó được Hiệp hội nước của Hoa Kỳ và Canada chứng nhận vàng luôn nha. Hơn 10 năm rồi quý vị, ghê chưa? Hơn 10 năm rồi, chính vì vậy mà Đăng Trường đã tin tưởng chọn cái máy Kangen K8 này sử dụng cho nguồn nước sạch hàng ngày của Đăng Trường. Đây là trong tủ lạnh của Đăng Trường có nước suối. Ở Việt Nam Đăng Trường có một máy rồi, thì bên Mỹ này có thêm một máy nữa thì Đăng Trường cảm thấy yên tâm lắm. Và hiện tại trên thị trường thì có rất nhiều các máy điện giải tạo ra nguồn nước ion kèm. Mà vì sao Đăng Trường lại chọn máy Kangen để mà sử dụng cho nguồn nước sạch hàng ngày để bảo đảm sức khỏe của mình? Thì chiếc máy này ngoài việc nó có 8 cái miếng gọi là bạch kim, gọi là rất là quan trọng cho chiếc máy này để tạo ra nguồn nước sạch, thì nó còn gọi là cái chức năng rất dễ dàng sử dụng, quá dễ dàng luôn, tại vì ít có chiếc máy nào mà có được cái màn hình như vậy. Và trong đây á, nó có những cái chức năng mà mình dễ dàng gọi là lựa chọn. Trong đây có gọi là 7 nguồn nước để chúng ta sử dụng. Thứ nhất là cái ô đầu tiên á, là cái hình cà phê nha quý vị nha, cả nhà nha. Thì chúng ta người mới uống nguồn nước có độ pH này thì uống cái ly cà phê này. Đó, nó gọi là 8.0 thôi. Đó quý vị thấy không? Đây là sử dụng mình uống khoảng 1-2 tuần gì đó. Và cái pH trên số 2 nè là cái nồi cơm nè. Quý vị cả nhà chúng ta có thể là do gạo để mà nấu ăn, nấu vô gạo và nấu ăn. Và khi qua 2 tuần rồi thì chúng ta sẽ chọn chức năng có độ pH 9.5. Cái nguồn nước này chúng ta sẽ uống luôn cho tới suốt cuộc đời chúng ta luôn, tại vì cái nguồn nước 9.5 rất là tốt. Rồi, cái nguồn nước thứ tư là có cái hình bình sữa và viên thuốc nè. Đăng Trường không giới thiệu nhiều, quý vị sẽ tìm hiểu và đọc thêm. Thì cái đây là cái nguồn nước trung tính, sẽ gọi là không có bị hoạt chất gì bên trong hết. Nó gọi là nguồn nước tinh khiết để cho con em chúng ta có thể uống sữa nè, uống thuốc nè. Giống như chúng ta uống thuốc hàng ngày cũng vậy, cũng rất là tốt. Và cái độ pH
À, đặc biệt nha. Có cái hình beauty ở đây nữa quý vị ơi. Quý vị chọn đây thì quý vị sẽ thấy rằng là đây là nước làm đẹp cho da mặt chúng ta, gọi là nước beauty và toner đó. Sẽ khi chúng ta mỗi buổi sáng chúng ta đi làm, trước khi chúng ta thoa cái kem chống nắng lên, chúng ta sẽ rửa mặt bằng cái nước này, hoặc là trước khi đi ngủ chúng ta dưỡng da thì chúng ta sẽ rửa mặt bằng cái nước hoa hồng này, rất là tốt cho làn da của chúng ta. Mà Đăng Trường cảm thấy rất là thích, mỗi ngày Đăng Trường rửa mấy lần luôn, cứ đi ra đi vào, đi ra đi ra đi vào là rửa. Và cái nguồn nước cuối cùng mà Đăng Trường cảm thấy tự hào về chiếc máy Kangen này, đó là cái nguồn nước son này ở dưới độ pH 2.5, là cái vòi dưới này nha cả nhà nha, vòi dưới này vòi thải đây nè, và cái vòi trên đây là 11.5. 11.5 này rất là quan trọng, nó sẽ tách những cái chất bảo quản trong trái cây ra, một lát Đăng Trường sẽ làm cho mọi người thấy được. Nó sẽ giúp chúng ta gọi là trái cây chúng ta thành gọi là trái cây tươi, trái cây organic. Và cái vòi ở dưới đây là cái độ pH là 2.5, là một cái nước quan trọng, đó là cái nước gọi là sát khuẩn, gọi là chúng ta sẽ rửa vết thương và giúp chúng ta cầm máu. Và những người bị viêm nú răng á, hôi miệng á, súc miệng, mùi nước này cũng rất là tốt. Khi mà ai sử dụng cái nước này nhớ để ý nha, chúng ta sẽ hửi thử giống như cái mùi mà mỗi lần mà chúng ta đi nha sĩ á, chúng ta mà chữa răng hay khám răng, cái mỗi lần vừa xong cái bác sĩ hay cho chúng ta súc miệng á, cái nước y chang cái mùi đó luôn, y chang mùi luôn. Bây giờ Đăng Trường sẽ thử cái nước có độ pH 11.5 này cho cả nhà xem, là chúng ta sẽ tách cái chất bảo quản ở trong trái cà chua và trong gạo như thế nào. Và nếu mà ai có điều kiện, có thời gian á, thì có thể mua những cái loại bình nước suối, những loại nước suối ở trong chợ về, chúng ta sẽ đi thử vào những cái chai mà kiểm tra độ pH, những người nào nuôi cá sẽ biết được, thì có thể thử bằng cách đó. Còn riêng Đăng Trường ngày hôm nay không có thời gian, thì Đăng Trường sẽ thử cho quý vị xem cách mà gọi là tách cái chất bảo quản trong trái cây, trái cà chua cũng như là cái gạo như thế nào nha. Hiện tại thì Đăng Trường ở nhà, thì ở bên đây thì lần này qua không có nhân viên theo, thì có cái em rể của Đăng Trường hay phụ Đăng Trường lắm. Giờ Đăng Trường sẽ hướng dẫn thêm quý vị nào muốn thử những cái chai nước suối để mà kiểm tra xem á, là trong chai nước suối có nhiều chất axit hay không, hay là độ pH thấp thế nào, thì quý vị có phải có một cái bản màu như vậy. Mà một cái chai thử nước như thế này, chúng ta có thể vào chợ những nơi mà thử nước hồ bơi hoặc là hồ cá luôn luôn có bán như thế này. Và Đăng Trường chắc chắn quý vị sẽ rất là bất ngờ, tại vì Đăng Trường đã từng thử qua rồi. Và bây giờ thì Đăng Trường sẽ thử cho quý vị xem là cái nước pH nồng độ 11.5 này sẽ tách cái chất bảo quản trong cái trái cây như thế nào nữa quý vị nhé. Cái là nước bình thường và một cái là một ly là nước một ly là nước có độ pH 11.5 của máy Kangen nha cả nhà nha. Bây giờ thì Đăng Trường sẽ mở cái máy đi. Đăng Trường không có thời gian nên là chưa có mua được cái ống cái dòi cho nó chính xác để mà lắp cái máy Kangen. Thực sự là không có thời gian, cuối năm thì bận quý vị. Bận quá trời. Thì khi mà quý vị nào có muốn mua máy á, thì quý vị sẽ có chuyên viên hoặc là em có Đăng Trường hoặc nhân viên sẽ hướng dẫn quý vị như thế nào nha. Thì bây giờ là ly này chúng ta sẽ thử bằng cái nước Kangen có độ pH 1.5 là đang chảy trên nè, và nước ở dưới là 2.5, độ pH 2.5 rất là tốt để mà sát khuẩn nè. Ở trên là 1.5. Quý vị nhấn nút này nha quý vị nha, nhấn nút này đó, nó sẽ chớp như vậy, thì quý vị phải đợi hết chốt thì mới sử dụng được cái nước đó nha. Rồi, hết chớp rồi đó, chúng ta sử dụng nước ở trên 1.5 đó, nước trên 1.5 rồi xong. Và cái này là cái nước bình thường. Rồi,
xíu nữa. Rồi bây giờ là trong lúc chờ đợi tách cái bảo quản trong trái cây rau quả ra thì chúng ta sẽ thử bằng cái gạo, bao gạo nha. Rồi gạo. Gạo thì chúng ta sẽ phân nửa luôn. Phân à lấy ly mới luôn ha Đức ha. Cái ly mới Đức rồi. Rồi, cái ly mới cho anh. Cái này thì chúng ta sẽ thử bằng nước canh gần, hồi nãy canh gần nằm bên đây nè. Nhưng mà canh gần có cao một chút xíu nước bình thường. Rồi, một cái nữa. Cho một đôi đũa nữa. À, nước bình thường trước ha, về nước bình thường trước đi. Mỗi lần chúng ta xài xong cái nước mà có nồng độ pH 11.5 thì máy sẽ tự clean. Cả nhà thấy nè, tự clean. Đó, tự clean. Chúng ta sẽ đợi clean xong á thì chúng ta mới xài. Tắt trước đi để cho nó clean nè. Thấy không? Em để nhà của nhà đang trường xài nó đẹp nhiều hơn trường. Ở nhà thích xài biết quen rồi. Rồi chỉnh dưới đây cho đỡ hết chớp rồi thì chúng ta mới xài nha. Rồi hết chớp rồi. Khi mà chúng ta có nước này nè, chúng ta có thể xách được qua an ninh soi chiếu luôn quý vị. Chúng ta nói chúng ta phải cần một cái nước bổ dưỡng để mà uống hàng ngày hoặc chúng ta bị nhức đầu gì đó thì ở tại cái chỗ mà kiểm soát an ninh, chỗ máy soi chiếu người ta sẽ kiểm tra nước tại chỗ luôn và cho mình xách qua. Quý vị sẽ bỏ nước vào cái bao này, ta xách đi. Bây giờ phải nói là những cái bộ phận an ninh ở Hoa Kỳ ai cũng biết á, mỗi lần mà nói là ta cần uống nước này là họ nói can gành liền, rất là dễ dàng luôn. Thank you very much. On set. Thank you. Oh!
có thể nói là kênh của chúng ta bây giờ nổi tiếng, rất nổi tiếng. Nhưng mà để mà tìm kiếm một cái chỗ mà mình mua hàng mà có nhiều ưu đãi hoặc là an toàn để mà chống được những cái máy không tốt hoặc là có những cái rủi ro gì đó mình không có hỗ trợ được mình, thì đó là điều quan trọng nhất. Đây là Trường khuyên mọi người là quý vị nếu nào mà đang cần một cái sức khỏe tốt hoặc là cần một nơi an toàn để mà mua cái máy Kangen này thì có thể liên lạc qua cái kênh YouTube của Đăng Trường, hoặc Đăng Trường có thể gọi cho Đăng Trường hoặc là nhân viên của Đăng Trường bằng số điện thoại là 817-888-8998 ở tại Hoa Kỳ, hoặc là ở Việt Nam là số là 0943-661199. Đăng Trường sẽ biết chữ thêm để mà ghi ở dưới video này, mọi người có thể đọc và tìm hiểu nhau quý vị nha. Đó, giờ Đăng Trường sẽ liên cái máy gần chỗ vị xem. Cái hai ly nước giữa đây nè là can gần nãy Đăng Trường xíu nha. Đã vị thấy nè, cái nước này nước bình thường nè của máy bung tên nè, thấy không quý vị, thấy không, nó không có tách được cái chất của bảo quản ở trong gạo ra được nhiều nè. Ở đây nè, nước can gần nè, chúng ta thấy những cái hạt bợn ở trên nước không đó, và nước này có vẻ đục hơn nữa. Tại sao mà gạo chúng ta ăn bây giờ á nó giữ được lâu, nó không có bị mòn, không bị mốc, là do họ bào chế những cái chất bảo quản bên trong. Nên là chúng ta nếu ăn như vậy thì chúng ta sẽ ăn những cái chất độc hại vào cơ thể của chúng ta, nên là chúng ta gọi là không có bảo đảm lắm trong cái việc giữ gìn sức khỏe, nên điều đó rất là quan trọng nha. Đó, rõ ràng thì thấy ha, cái nước bình thường thì nó trong hơn, cái nước can gần với nồng độ là 1.5 thì sẽ tách được cái chất bảo quản trong ăn trong gạo này. Cái nó đục hơn và ở trên mặt nước có những cái chất lợn cặn. Thôi bây giờ chờ đợi như thấm chưa? Thật sự ra đó, quý vị cứ Đăng Trường cũng không cần nói nhiều đâu, tại vì cái máy thì quá nổi tiếng rồi, quá nổi tiếng rồi, nên là không có cần giới thiệu nhiều nữa. Tại vì Đăng Trường cảm thấy là ai mà muốn giữ gìn sức khỏe như Đăng Trường thì Đăng Trường muốn chia sẻ cho cả nhà để cả nhà biết mà tìm hiểu cũng như là tìm một nơi tin cậy để mà tậu cho mình, cũng như là mua một chiếc máy Kangen K8 này giống như Đăng Trường, để cả gia đình chúng ta không phải riêng Đăng Trường sử dụng hay uống cái nguồn nước sạch này, mà cả gia đình của Đăng Trường đều phải sử dụng. Bao nhiêu phút lấy ra được? Đã. Bây giờ cứ gần cái nhà thấy chúng ta sẽ có chỗ trắng. Nếu mà chiếu gần cả nhà sẽ thấy được cái nước này sẽ bị vàng vàng lên. Đó, thấy không? À, để đổ ra ngoài nha, cho một cái muỗng đi Đức. Tại vì mình phải ngâm lâu chút xíu, tại vì anh được không có thời gian, nên thì chỉ giới thiệu sơ cho cả nhà biết thôi. Đó, thấy không? Ngâm đó, chúng ta phải ngâm rau củ quả rất là quan trọng nha. Đó, cái này là nước phong tơ, là nước máy nè, không trên trường hay là nước nào làm gì cũng vậy, nó có sắc nước có trứng thì cả nhà sẽ biết được nhiều hơn. Đó, thì thấy không, một bên là màu vàng liền, một bên là nước trong veo liền, là tắt những cái chất bảo quản trong cái cây ra, thấy không, quan trọng không? Vì vậy chúng ta thoải mái tự tin mà ăn các loại trái cây cũng như là các thực phẩm hàng ngày chúng ta phải sử dụng. Rồi, vậy là quý vị nhớ nha, quý vị nào có muốn sử dụng cái này hoặc tìm một nơi tin cậy thì có thể liên lạc qua số điện thoại là 817-888-8998, hoặc ở Việt Nam là 0943-661199, hoặc Đăng Trường sẽ đưa thêm các link những người mà gọi là bạn có Đăng Trường đang kinh doanh cái máy Kangen K8 này, thì mọi người có thể tiện việc liên lạc nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đăng Trường sẽ hy vọng sẽ có thời gian để giới thiệu không gian sống của Đăng Trường vào phần 3 tiếp theo, để cả nhà cùng tìm hiểu và chúng ta sẽ hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cái sống hàng ngày cũng như là cái tương lai của chúng ta. Hẹn gặp lại cả nhà. Xin chào mừng cả nhà đang đến với kênh YouTube Đăng Trường Live.